Thưa quý vị, quý Nam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay Nam có được dịp nói chuyện với một khí giả quen thuộc Mai Loan Nguyễn Tuấn. Và quý vị sẽ nghe câu chuyện sau đây rất là thú vị. Tôi ghen với anh ta thú vị. Anh ta có cái số để bọc điều. Tối ngày travel, thưa quý vị, có lại dưới cái góc chân của anh có cái nút rùi son. Tối ngày anh đi. Hiện nay anh đang ở đâu thưa Mai Loan Nguyễn Tuấn? Mời gọi đây, chào quý vị dạ vâng uh, trước hết cho phép chúng tôi xin được uh, kính chào anh nguyễn xuân nam và toàn thể quý khán thính giả của chương trình truyền hình việt nam báo cali today tại vùng San jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu internet uh, đáng lý ra để chúng tôi cùng với lời hai người vợ chồng chúng tôi cùng với hai người bạn uh, cụ sinh viên tại uh, pháp trước đây đã làm một cái chuyến uh, viễn du đi sang bên các nước bên âu châu À, tuy nhiên trong thời gian qua đó thì vắng mặt như vậy một số khán thính giả à, quen thuộc của chương trình truyền hình Việt Nam báo Kelly Today và cũng như trên một cái chương trình khác đài NVA Channel của chị Lệ Ngọc đó có hỏi thăm <laughs> tại sao không thấy nhà báo Mai Loan à, vắng mặt có chuyện gì bất thường hay không. À, cho nên à, tuy là giờ giấc nó hơi khác biệt một chút xíu. À, hiện nay đó là khoảng à, 11 giờ 59 phút tức là 12 giờ đêm ở tại uh, thành uh, thủ đô ba Lê của nước Pháp uh, chúng tôi Nhưng cũng giờ là cố gắng bây giờ chiều giờ California dạ yeah, vâng chúng tôi cũng 9 gắng. giờ rằm giờ đêm giờ của bên Pháp dạ yeah, vâng cũng cố gắng uh, liên lạc với uh, anh Nam uh, để mà có thể thực hiện chương trình này cảm nên ơn anh nhiều lắm yeah. nữa thay vì từ thành phố Houston Texas lần này thì uh, từ thủ đô ba Lê của nước Pháp chúng tôi mai loan nguyễn anh tuấn rất vui mừng được trở lại chương trình như là thường lệ vào mỗi tối thứ năm thưa với anh nam thưa anh không câu hát rất nổi tiếng paris có gì lạ không anh paris có gì lạ không anh mai anh về giữa bên sông sen có sông đó là những câu thơ của um, câu thơ nổi tiếng của nhà thơ um, uh, nguyên sa một người đã từng du học bên Pháp từ thập niên 50 Người bạn chúng tôi đã đi cùng chúng này là một người sinh viên đi du học thập niên 60 Cá nhân chúng tôi là một người đi du học thập niên 70 Và coi như là cũng đã trở lại cái thành phố này rất rất nhiều lần Tuy nhiên kỳ này đó thì chúng tôi đi với một người bạn anh Nam và quý khán thính giả cũng biết rồi là chúng tôi cũng hay đi du lịch khá nhiều trong những năm gần đây đó sau khi mà cả hai vợ chồng đã đến tuổi về hưu và do vậy chúng tôi có một cái hobby theo đuổi cái cách nào để mà có thể lấy điểm thưởng để mà có thể đi du lịch gần như là miễn phí tức là coi như là không có tốn tiền nhiều vé máy bay cũng như là có thể được thuê phòng khách sạn miễn phí vân vân đó là một cái hobby mà nếu mà chịu khó làm theo đó mình cũng thể được hưởng cho nên chúng tôi đi chơi thương đối là cũng khá thường xuyên khắp mọi nơi bên các thành phố bên Âu Châu bên Á Châu cũng như bên trên nước Mỹ và sau cái chuyến đi ở bên Âu Châu kỳ này đó về vào cuối tháng 8 thì đến đầu tháng 9 chúng tôi sẽ ghé sang thành phố sao Joê uh, chơi trong vòng uh, mấy ngày thưa với anh Nam đó một số yeah, rất là thành phố San Jose đang mở cổng Hải Hoàng Môn đón bạn tôi về <laughs> thưa với anh Nam để trả lời câu hỏi của anh Nam là Paris có gì lạ không thì Paris vẫn như bình thường Paris vẫn là một cái uh, thành phố hoa lệ uh, đón tiếp du khách khắp nơi đổ về Uh, bởi vì nó vẫn có cái tiếng của nó là một uh, thứ hai uh, Paris hiện nay đó đang cố gắng canh tân cởi mở uh, tô đẹp cho cái um, cái màu sắc nó được khởi sắc hơn bởi vì Paris đang tổ chức cho Giang sửa soạn tổ chức cho cái Thế vận hội mùa hè rất lớn vào năm 2024 cho nên uh, Paris họ đang xây thêm một số những cơ sở khác và Paris nó có một cái dự án rất là táo bạo thưa với anh Nam và thưa với quý khán thính giả một cái dự án này có lẽ chưa bao giờ người ta dám thực hiện hết đó là nhân cái kỳ mà gọi là tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè vào năm sau anh Nam biết đó là truyền thống từ cả mấy chục lần rồi cả trăm năm nay rồi đó là bao giờ họ cũng tổ chức lễ khai mạc ở một cái sân vận động bên trong nó sẽ chứa khoảng từ 50.000 60.000 hay là đông có thể lên đến cả 100.000 với tất cả những phương tiện tối tân vân vân và mọi người trên thế giới cả tỷ người trên thế giới theo dõi qua màn hình uh, truyền hình. Nhưng mà lần này ban tổ chức bên uh, nước Pháp đó họ làm một cái công việc mà chúng tôi chưa biết nó sẽ diễn ra như thế nào, họ sẽ tổ chức cái khai mạc lễ khai mạc đó ở ngoài trời và họ lấy cái background đó là lấy cái dòng sông Sen để làm một cái background cho nên cho để đến bây giờ, dạ, cho đến bây giờ người ta chưa biết là cái dự án nó như thế nào, à, cho nên nó đòi hỏi rất rất nhiều tốn kém. Thứ nhất đó, họ phải làm uh, sạch cả cái 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 nước sông của sông sen. Nước sông sen đó thì chúng ta nói là nước thơm mộng như thật ra nước sông sen nó cũng giống như những nước những những nước uh, nước sông ở những cái thành phố lớn đó, nó không thể nào mà nó nó sạch được. Nhưng mà họ làm là nó sạch ở cái mức độ an toàn và họ sẽ lấy một vài cái vùng mấy dòng sông sen này để làm cái nơi để dự thi mấy cái môn bơi hay là môn bơi thuyền nữa gì nữa chăng nữa chúng tôi chưa có đọc vô chi tiết để biết rằng nó nó gồm có gì nhưng mà cái ban giám ban ban tổ chức đó họ dám lấy cái sông sen để làm cái nơi tổ chức cái lễ khai mạc cho nên đây là một cái thử thách rất là lớn và nó cũng là một cái điểm đáng ca ngợi đó cho nên họ có những cái nỗ lực rất là đáng khen và do đó đó thì cái tháng 8 năm sau nó sẽ là một cái thời điểm mà lôi cuốn cái sự thu hút của đông đảo khán thính giả những người ái mộ thể thao cũng như là những người du khách sẽ đổ xô về thủ đô Paris. Tuy nhiên cho phép chúng tôi với kinh nghiệm là một người du lịch uh, thường xuyên biết rất nhiều về nước Pháp đó đưa ra một cái lời gần như là cảnh báo với mọi người đó là quý vị chớ nên đi vào mùa hè tại vì thứ nhất nó rất là nóng nó rất là khổ sở nhất là những người lớn tuổi vân vân thứ hai dĩ nhiên nếu mà mình đi năm sau nó sẽ rất rất là tốn kém tại vì khi mà tổ chức một cái thế vận hội mùa đè mùa hè thế vận hội mùa đông hay là giải vô địch thế giới cái số người về tham dự nó rất đông giá vé máy bay rất đắt tiền ở thuê phòng hotel tên rất đắt rất khó có thể tìm được thông thường đó là giá ôtên tại bên uh, paris thường thường là nó cũng đắt tương tự như là các thành phố lớn như là new york như là london như là rome vân vân giá một phòng khách sạn mà giống như tiêu chuẩn của mỹ đó tối thiểu là cũng khoảng từ 300 euro trở lên một đêm uh, đó là một khách sạn bình thường thôi còn những khách hàng bình dân thì nó lại quá nhỏ đi nó không đủ tiêu chuẩn thích hợp với người uh, người mỹ Uh, cho nên uh, đi một chuyến đi du lịch như vậy đó thông thường nó rất rất là tốn kém thưa anh Nam mình phải nói thật nhiều đó tuy nhiên cái điều đáng nói đó là cái khí hậu nó rất rất nóng thưa anh Nam tức là trong những ngày vừa qua đó khi mà chúng tôi ở chúng tôi ghé ngang các uh, thành phố Amsterdam của nước Hòa Lan rồi sau đó ghé đến uh, thủ đô Rome tức là thủ đô La Mã uh, rồi đến um, uh, thành phố um, Milan ở miền Bắc Trước khi mà bay sang bên Pháp thì nơi nào Khí hậu cũng nóng Nóng oi bức tức là khoảng độ ừ. 97 98 độ tức là đi Bình qua một đường đó, là, là đổ mồ hôi hột Cái anh bạn cùng đi với chúng tôi Năm nay cũng lớn tuổi rồi cũng 80 tuổi rồi Mà ít có hoạt động nữa Mà lại hút thuốc nhiều nữa Cho nên anh ta đi chừng nghĩa là một trăm thước thôi là phải ngừng lại là phải nghỉ phải tìm bóng mát cho nên tất cả những cái dự tính mà chúng tôi muốn đưa các anh bạn đi đó là đều phải thay đổi hết tại vì cái sức khỏe của mình mà nó không cho phép đó là mình không có thể làm gì được hết thưa anh nam cho nên yeah. đó là một cái lời khuyên rất là chí tình tại vì từ trước đến nay đó chúng tôi đi có hai vợ chồng thôi mình cũng còn có cái sức mình đi bộ rất là nhiều đi hay chỗ đây nhưng mà khi đi với người khác đó cái sức lực của người ta không có đó cho nên mình phải thay đổi lại phải kế hoạch lại. Đó là cái lời khuyên thứ nhất. Cái lời khuyên thứ hai là nếu như những người nào mà trời cho còn có sức khỏe là một, còn có phương tiện tài chính, còn có thì giờ để đi thì nên đi du lịch một lần cho biết chứ đừng có để lần lửa chờ đợi hoãn đến lúc mà sức khỏe nó không cho phép đó thì chúng ta rất là tiếc vô cùng chúng ta chỉ ngồi than thở thôi nếu giá như mình có thể được đi chỗ này chỉ nọ kia vân vân thì lúc đó mình rất là tiếc đó là một số những cái chia sẻ ngắn ngủi cho bởi cái kinh nghiệm cá nhân đó chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý khán thính giả khắp nơi xin trở lại với anh Nam ạ à. yeah, bây giờ sau khi biết một chút xíu về cái hành tung quan thì bà con bắt đầu biết rằng anh đang ở tại các nước Âu Châu và hiện nay đang ở chặng cuối của chuyến đi tại Pháp trước bay trở lại Houston. Hy vọng sẽ gặp anh trong thời gian tới tại San Jose vào tháng 9 tới và chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ cho vui. Và trở lại tin tức ngày hôm nay trong khi anh đi tin tức rất là sôi động và ngày hôm nay anh biết là ông Trump ngày thứ năm ông Trump nộp mình và cùng với ông Trung trước sau lũ lượt kéo dâu nộp mình tại tại cái tòa tin thì về chuyện này anh muốn nói gì gì thưa anh Mai Mai Long Nguyễn Tuấn Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã mở đầu. Đây đúng là cái bản tin thời sự rất là sôi nổi. Ờ, trước ngày mà chúng tôi rời khỏi nước Mỹ đó, thì bản tin này cũng đã được mọi người biết rồi bởi bà Fanny Willis là biện lý ở Fulton County đó đã đưa ra một cái cáo trạng của đại bộ thẩm đoàn không những là buộc tội ông Trump mà 10, 18 đồng đảng khác về nhiều tội danh liên quan đến cái việc mà vi phạm vào luật ở Georgia vì họ có cái âm mưu coi như đảo ngược kết quả bầu cử. Và bà Phoenix Willis bà cho họ cái thời hạn đó là khoảng 2 tuần lễ, tức là hạn chót là ngày 25 tháng 8, tức là ngày uh, uh, thứ sáu uh, uh, ngày mai. Còn nếu không đó, thì họ sẽ bị bắt giữ. Và ông Trump thì hai ngày trước đó ông nói là ông đã đồng ý đóng cái số tiền thế chân 200.000 uh, Mỹ Kim để mà được tại ngoại hầu tra và ông sẽ ra tòa trong ngày hôm nay. Bản tin chúng tôi mới đọc được cách đây nửa tiếng cho biết là ông Trump đang sửa soạn và chúng tôi nghĩ rằng là các đài TV ở bên nước Mỹ đó đang trực tiếp chiếu truyền hình live cái sự kiện này và bản tin gọi là Breaking News cho biết là ông Trump đã quyết định thay đổi một cái người luật sư đại diện cho ông ở cái vụ này ông thay đổi với một cái người luật sư mới một cái người luật sư được coi như là luật sư đắt giá luật sư nổi tiếng tại uh, thành phố Atlanta cái người mà được ông thay đổi đó cũng là một luật sư nổi tiếng luôn cái việc này nó cũng không có là một cái gì lạ tại vì ông trump là ông sẵn sàng thay đổi cái luật sư đại diện cho ông nhưng mà cái cái chi tiết này cho thấy là ông donald trump nó phải trả giá rất đắt về mặt tài chính cho những cái nhu cầu thuê muốn luật sư như vậy rồi cái sự kiện ông trump là một người được nhiều người để ý đến Uh, nhiều người sẽ theo dõi nhưng mà lần này nó khác với là ba cái lần trước thưa với anh Nam là tại vì có 10, 18 người đồng đảng với ông Trung cũng bị truy tố và cũng họ cũng phải ra nộp mình uh, nhân khi mà anh Nam dùng cái chữ nộp mình đó là một cái chữ rất là đúng một cái chữ rất là ưng ý và có nhiều người khác đó ở trong đó các cá nhân chúng tôi cũng dùng một cái từ ngữ khác gọi là cái từ ngữ gọi là ra đầu thú thì trước khi mình đi vào chi tiết đó, cho phép chúng ta cho phép chúng tôi khai triển một chút xíu về cái cách dùng chữ tiếng Việt Nam như vậy tại vì có người đó thì họ bình luận rằng là mình dùng cái chữ đầu thú đó nó có thích hợp hay không tức là ngụ ý là có vẻ hơi nặng quá nên thì thật sự ra nó nó không có hoàn toàn sai tại vì theo cái nghĩa luật pháp của Hoa Kỳ đó anh Nam biết rồi anh nếu mình đọc trên báo đó thì họ, họ nói rằng là ông Trump và những đồng đảng đó họ đã bị trận bắt tức là arrest tức là bị bắt giữ hay là mình dùng cái từ từ ngữ Hán Việt Việt Nam đó là bị câu lưu mặc dù rằng là khi họ đến tòa họ trình diện đó đúng rằng phải đến tòa mà đến cái nhà tù thì đúng hơn là cái nơi đó đó họ trình diện giống như những nghi can khác tức là họ phải lăn tay họ phải chụp cái hình mất sót và sau đó đó thì họ bọc còng tay và họ đưa đến gặp một cái viên thẩm phán và viên thẩm phán nói rằng là ông bị cáo buộc cái tội a b c vân vân ông có nhận tội hay không ông ông muốn như thế nào ông plead ông plead not guilty ông nói là không nhận tội thì quan tòa sẽ ấn định cho ông một cái ngày xử phạt sau đó vài tuần vài tháng vân vân ông plead guilty ông nhận tội thì là tòa sẽ xử phạt cho ông ông đóng tuyệt về khi mà mình không có quyết định gọi là không có nhận tội thì tòa ấn định cái ngày xứ trong tương lai và tòa sẽ ấn định là mình phải đóng cái tiền bon tức là cái tiền thế chân những người bình dân không có tiền á, thì làm gì họ phải ngồi trong tù chờ đến ngày ra tòa còn nếu mình có tiền mình đóng cái tiền thế chân để mình được tự do tạm ra ngoài trong lúc chờ ra hầu tòa cái thuật ngữ chuyên môn trong ngành đó họ gọi đó là đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra tức là mình ra ngoài. Beaubon. Dạ, tiếng Việt Nam, mình tiếng Mỹ đó họ gọi bond Cho nên, cho nên cái chữ đầu thú đó nó hoàn toàn là rất là đúng nghĩa là đại khái như nếu mà mình bị bắt giữ chẳng hạn như mình lái xe xây rượu đó, cảnh sát họ bắt họ cùng mình tại chỗ họ bắt giữ họ câu lưu họ đưa về bốt thì họ lăn tay tại chỗ họ làm ngay đó. Còn nếu như mình về nhà mình làm cái gì đó mà cái văn phòng uh, biện lý và cái đại bồi thẩm đoàn họ uh, họp xong họ đưa ra cái phán quyết họ gửi cái cáo trạng về nhà mình họ kêu mình phải ra trình diện hay ra đầu thú mình đi cùng với luật sư của mình nếu mình có tiền nếu không mình ra đó nói một cách nhẹ nhàng là mình ra trình diện nhưng mà không phải là mình tới trình diện bình thường mình lúc đó đã là một bị can rồi một defendant rồi mình đã bị cáo buộc tội danh rồi cho nên mình ra đầu thú nó y hệt vậy thôi đầu thú tức là tự động mình ra mình thú nhận đây tôi donald j trump trình diện trước quan tòa trước cáo buộc vậy thôi cho nên cho dù rằng là các biện lý kiện biện lý ở new york hay là biện lý jack smith ở bộ tư pháp hoa kỳ họ dành cho ông trump một cái ngoại lệ đặc biệt họ không có còng tay họ không có lên tay hồng nên lên trong những buổi trước đó đó chỉ là một cái ngoại lệ đặc biệt để mà họ tôn vì họ tôn trọng cái vị thế của vị tổng thống hoa kỳ từ trước nay chưa bao giờ có một vị tổng thống nào bị như vậy hết chứ không phải là ông trump có cái đặc quyền gì miễn ông cũng bị bắt giữ ông cũng bị câu lưu và ông phải ra trình diện ông phải ra đầu thú cho nên cái chữ mà đầu thú đó chúng tôi nói đó nó hoàn toàn là nó đầy đủ đúng ý nghĩa hoặc là gọi mình ra nộp mình thường thường mình nghĩ rằng là đầu thú là một người nào trốn thoát hay là uh, lén lút cái gì đó cái kỳ này nó phải ra gọi là đầu thú ra uh, nộp mình thì sự kiện ông trump hiện nay nó là như vậy mà thôi cho dù ông từng là một cộng uh, một một cụ tổng thống cho dù là ông huynh hoang ông là uh, một người uh, sáng giá nhất của đảng cộng hòa hiện nay cho dù ông cáo buộc một cái dối trá rằng là người ta đang uh, uh, âm mưu để mà phá hoại ông uh, ngăn cản ông truy bức ông về mặt chính trị ngăn cản ông, ông cho ông ra tranh cử mình đó là những lời mà cáo buộc một cách gian trá của ông thôi nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề ông trump hiện nay ông chưa bị kết tội nhưng mà ông được xem là người bị kết tội tức là người bị cáo buộc có tội, người bị can đó, defendant ông là một người bị can, một người bị đơn phải ra tòa, cho nên ông phải ra hầu tòa là vì như vậy thưa bên nam. cái điều yeah. đáng nói kỳ này đó là kể từ ngày thứ ba vừa qua là có một loạt những diễn biến những người đồng đảng của ông đó đã lần lượt coi như là ra đầu thú và người ta thấy được những cái hình ảnh của những người này những cái gọi là mất shot và người ta biết được những cái tên tuổi nghĩa là từ những người nổi tiếng như là bà luật sư Sydney Powell như là ông luật sư Rudy Giuliani như là ông John Eastman như là bà Jenny Willis vân vân họ đã lần lượt ra vậy và người ta thấy được cái hình ảnh đó cho nên lần này người ta chờ đợi trong chiều ngày hôm nay không biết là ông Trump sẽ có cái số phận như vậy không? Tức là cũng phải chụp hình uh, mất shot như là những bị can khác uh, và uh, đóng tiền bon ông đã đồng ý là ông đóng tiền bon 200 mỹ kim 200 ngàn mỹ kim xin lỗi là cái số tiền cao nhất trong số 19 người và như vậy đó cái hào quang hào quang ảo tưởng của ông Trump rằng là, là không ai đụng đến ông đó coi như nó có thể, nó nó vỡ tan kỳ này. Bởi vì cái người mà trưởng ti cảnh sát ở Fulton County là ông Pat Labatt, đó, trước đó ông nói rằng là tôi vẫn áp dụng cái thủ tục coi như là uh, bắt giữ những người này đó, làm cái hồ sơ như vậy trong cái phiên tòa sơ khởi nó gọi là arraignment giống hệt như nhau, không có cái ngoại lệ gì hết. Cho nên ông Trump sẽ được đối xử như vậy rồi trong những ngày qua đó chúng ta biết được nhiều cái sự kiện cũng khá là lý thú ờ, chúng ta biết được cái chuyện là một trong những cái người mà bị ra coi như đồng đảng tức là bà um, luật sư Jenny Ellis bà này trước đây là phụ tá của ông Rudy Giuliani trong những ngày sau khi mà ông Trump bị thất cử đó bà cũng đi theo với ông Rudy Giuliani với bà Sydney Powell đưa ra những cái lập luận dối trá rằng là bầu cử gian lận đó. và bà cũng tiếp tay cho việc này cho nên bà cũng bị truy tố ra tòa và bà cũng nộp và lần này đó thì lại bà là thú nhận là kỳ này bà đang bị kẹt tiền lý do là vì sao là vì bà đã lỡ dạy làm vô cái việc sai trái như vậy đó, cho nên bà bị truy tố là tòa và tốn kém tiền luật sư. Nhưng mà giờ chót thì ông Trump lại không chịu chi tiền cho cái chuyện đó, cho nên bà râm ra là bà kẹt cứng như vậy. Rudy Giuliani thì trong những ngày qua chúng ta biết rồi ông ta thiếu cả trăm ngàn mỹ kim có thể lên cả triệu tiền uh, mỹ kim lệ phí như vậy. Nhưng mà Donald Trump lại không chịu trả tiền cho ông ta cho nên điều này nó dẫn đến cái sự kiện đó là một cái người luật sư cũ của ông Trump đó là đã nói rằng là ông Trump quả thật là làm một cái điều kỳ quặc khi mà từ chối không có chịu trả gọi là án phí luật sư cho những người mà trước đây đã biện hộ cho mình đó là một cái sự kiện rất là đáng chú ý thưa với anh Nam không biết là anh Nam có thêm những cái thông tin đặc biệt gì liên quan đến sau khi đến... mà ông Trump từ chối ông Giuliani yêu cầu à, tới ghế tới Maralago để yêu cầu ông Trump trực tiếp Trump từ chối nhưng trước yeah. những cái can ngăn của những người bị xung quanh dẫu sao thì ông vẫn nợ ông Julie đi một số tiền cho nên ông Trump đang có tính toán là tổ chức một cái cái fundraising tài sản góp của ông ta với tiết kết là 100.000 Mỹ Kim để tìm cách để mà funding cho ông Rudy Giuliani thì chúng ta không biết cái sẽ như thế nào. Đó là tin tức mới nhất anh. Dạ vâng, chúng tôi cũng biết cái tin này tức là trên tức là ngay cả cái thời mà uh, sau kết quả bầu cử tháng 11 năm 2020 đó khi mà ông Trump tìm cách uh, lật đổ uh, đảo ngược cái kết quả bầu cử rồi chúng ta thấy bà Sydney Powell đi đây cũng nói là chúng tôi có những bằng chứng cho thấy là mấy uh, Dominion uh, đếm phiếu của ông Trump sang phiếu của Uh, ông Joe Biden uh, rồi đến nỗi mà uh, các luật sư của ông Trump nói là cái bà Sydney Powell bà bừa quá không đại diện để cho Rudy Giuliani Rudy Giuliani cũng đi đây đi đông đi tây họp báo vân vân uh, nhưng mà về sau người ta biết sự thật như thế nào anh Nam biết không bà yeah. Sydney Powell và ông Rudy Giuliani đó, vô trong tòa không dám nói những cái điều dối trá như vậy bởi vì khi nói điều dối trá như vậy thì tòa sẽ các quan tòa sẽ phạt họ về cái tội nghĩa là làm luật sư mà anh nói bậy bạ đưa ra những lập luận bừa không có chứng cứ nhưng mà khi ra ngoài họ báo với người dân đó, thì họ vẫn tiếp tục tung ra những cái thông tin xảo láo như vậy cho nên trong 62 cái vụ kiện mà các luật sư cũng thu nộp lên đó là 61 vụ kiện đó là bị coi như là vứt vào sọt rác bởi các quan tòa từ cấp địa phương cho đến cấp tiểu bang liên bang và kể cả tối cao pháp viện trong đó có nhiều vị quan tòa do chính ông Trump bổ nhiệm mà họ cũng vứt những hồ sơ như vậy cho nên điều này đó cái gọi là lập luận mà bầu cử gian trá đó bầu cử gian lệnh đó, nó trở thành một cái big lie viết chữ hoa là cái lời dối trá to lớn khủng khiếp như Ai vậy nói dối dạ nhưng mà ông dâm có cứ lập đi lập lại và cũng có một số cử tri mà cuồng không cho đến giờ này đặc biệt bên hãng hoa họ vẫn tin như vậy cho nên đây là một cái vấn nạn lớn nhất trong lịch sử hoa kỳ là những cái người này nó coi như họ bị đầu độc như vậy rồi không cách nào mà làm cho họ tỉnh ngủ lại được mình không biết cách gì nói hơn nói theo ngôn ngữ bình dân nó gọi là bó tay chấm com nhưng mà trở lại <laughs> cái, cái dạ <laughs> trở lại cái sự kiện đó là lần này nó khác ba cái lần trước thưa bên Nam là nó có một lô những đồng đảng đó đều ra uh, họp mặt đều, đều phải ra đầu thú như vậy rồi trình diện như vậy một số người vẫn còn cứng miệng nó như là ông john eastman là cái ông luật sư mà từng là khoa trưởng trường đại học uh, luật khoa Chapman minh ở bên vùng orange county đó mà cái người mà chế ra cái, cái gọi là cái kế hoạch sáu uh, bước nói rằng là nếu theo kế hoạch này đó thì ông Phó Tổng thống Mike Pence có thể uh, coi như là không có công nhận kết quả thắng cử của Joe Biden v.v. Mặc dù rằng là mọi người biết rằng là cái kế hoạch đó là kế hoạch tào lao Thì ông John Eastman đó đang bị cái hội đồng kỷ luật ở bên California họp để mà phạt kỷ luật Ông có thể là tước bằng luật sư hay một cái hình phạt nào đó không biết ông kỳ này cũng phải ra đầu thú cũng đóng một số tiền mình chúng ta không chúng tôi không nhớ rõ 100 ngàn hay bao nhiêu ông Rudy Giuliani phải đóng 150 ngàn John Eastman vẫn còn mạnh miệng nói là tôi vẫn tin là cuộc bầu cử này có gian lận tiền này không biết là có bao nhiêu người chịu tin vào cái điều này tuy nhiên có hai nhân vật quan trọng đó họ định dỡ cái đòn cái chiến thuật vào giờ chót để mà mong gọi là thoát khỏi cái việc này đó là ông Mark Meadows, White House Chief of Staff, tức là mình dịch một cách sát nghĩa đó là tránh văn phòng tòa bạch ốc, nhưng mà cái chức vụ đó, cái quyền lực nó nó tương đương như là bộ trưởng phụ tổng thống và cái người thứ hai đó là cái ông luật sư uh, um, Jeffrey uh, ở bên ông này là nằm trong uh, bộ tư pháp uh, của Hoa Kỳ, ông là một viên chức uh, cấp thấp thôi nhưng mà lúc đó ông chế ra ông, ông đề nghị ra một cái hình thức ông nói là ông trump hãy nên áp lực cho hai cái người xếp lớn ở trên bộ tư pháp là cái ông quyền tổng trưởng tư pháp là ông rosin là hãy tự động tuyên bố là bộ tư pháp hoa kỳ đã có những cái bằng chứng gian lệnh tại 6 bảy cái tiểu bang à, ngang ngửa như vậy cho nên tạm thời ngưng uh, xét về cái kết xác uh, nhận kết quả bầu cử nhưng mà rồi nếu như là họ chịu làm cái đó thì là donald trump sẽ bổ nhiệm cái ông luật sư này lên cái chức coi như là acting secretary tức là uh, quyền tổng trưởng tư pháp nhưng mà rất may là lúc đó ông al rosin và toàn thể các viên chức cao cấp Bộ Tư pháp và nói rằng là nếu ông Trump làm cái đó chúng tôi đồng loạt từ chức hết cho nên Donald Trump mới biết rằng là cái điều đó nếu mà xảy ra bất lợi cho nên không làm thì dĩ nhiên cái ông phụ tá đó ông cũng tìm cách nghĩa là uh, ông ông xúi dục nhưng mà không được cho nên giờ này đó ông cũng phải ra uh, đầu thú tại tòa và phải chịu chung số phận với những người khác rồi lần này ông Mark Meadows thì ông nộp đơn, ông kiện, ông nộp đơn lên trên một vị thẩm phán liên bang để ông nói rằng là hãy lôi cái hồ sơ của tôi từ cái tòa tiểu bang ở Georgia sang bên tòa liên bang để xét xử, bởi vì tôi là một công chức liên bang, tôi làm việc trong cái điều này cho nên không thể nào bị tự tiện xét xử về tòa uh, tiểu bang. Còn cái ông luật sư Jeffrey Clark đó ông cũng tương tự ông nói như vậy tôi là luật sư bộ tư pháp tiểu liên bang mà nhưng mới đây cái phán quyết mới được đưa ra đó từ một viên thẩm phán liên bang uh, coi như là ông uh, Steve Jones, ông đã bác bỏ cái đơn uh, yêu cầu của hai người này bởi vì đó bà biệt lý Fanny Willis uh, bà đã nộp lên một cái thỉnh nguyện dài 13 trang bà giải thích rằng là không có một cái nền tảng pháp lý nào cho phép là một cái viên phán tòa liên bang tự động sen lấn, lôi cái hồ sơ ở tòa tiểu bang này sang bên tòa uh, liên bang, trừ khi người ta có bằng chứng là các người ở tòa uh, tiểu bang đó, họ hành xử không có đứng đắn, tiếng Mỹ gọi là acting in bad faith, hoặc là họ cố tìm cách nghĩa là gây rối hay là làm nhục cho cái gì đó, cho nên họ cáo buộc một số cái tội danh vớ va vớ vẩn gì đó, thì chỉ trong những trường hợp đó, thì là thẩm phán tòa liên bang mới có quyền coi như là lấy cái hồ sơ ra. Còn cái vụ này đó là bà Fannie Willis bà đã điều tra với bồi thẩm đoàn đặc biệt trong vòng 2 năm qua rồi. Rồi những cái cáo buộc, cái cáo trạng được đưa ra từ cả hơn 2 tuần trước rồi và tổng cộng 19 người trong đó có cái người đầu sỏ là Donald Trump còn đồng ý là ra hầu tòa đóng chữ beo nữa thì không có lý do gì cho cái ông Mark Meadows và ông Jeffrey Clark này được miễn cho nên cái điều này nó cho thấy là dù họ có tìm đủ cách này đi chăng nữa thì cuối cùng những cái kẻ phạm tội như vậy đó là bị cáo buộc là phải chịu chung số phận phải ra hầu tòa trước ngày 25 Tây còn nếu không thì là bà Vanigulis sẽ tống cái gọi là arrest warrant tức là cái chat bắt giữ thì những người này đó bất cứ có mặt ở đâu thì họ sẽ bị cùng tay còng tay còng chân đưa về nhà tù ở Fulton County để mà uh, uh, chờ xét xử và một lần nữa đó là khi mà mình bắt giữ như vậy khi ông Trump hay tất cả khác mà ra trình diện không phải là họ ra ở tòa mà họ ra cái nhà tù ở nơi đó là nhà tù Fulton County nhân viên trong nhà tù sẽ là những người chụp cái hình mất sót lấy cái dấu vân tay rồi còng tay hoặc là không còng tay đó thì có thể cho ân Hội sau khi mà đóng tiền beo rồi đưa lên gặp mặt một cái vị thẩm phán để mà nghe cái người thẩm phán đọc những cái cáo buộc tội danh ông Trump hình như là bị tổng cộng là 12 13 tội danh thì mỗi lần mà bị thẩm phán đọc một cái tội danh đó đó thì họ sẽ chờ cái bị can là ông Trump nói như thế nào ông có nhận tội không nếu mà mình nói là plead not guilty thì là tòa sẽ nói ok tôi sẽ xét cái ngày xử sau này đó là cái thủ tục nó xảy ra như vậy thưa với anh Nam nào? như vậy thì thưa nội ra vụ án nặng nề quá à, nói chung đó các các chuyên gia pháp lý đó họ cho rằng là cái cái cái, cái cáo trạng và những cái vụ án của cái uh, trường hợp tại Georgia đó nó rắc rối hơn các vụ uh, ở New York hoặc là các vụ của công tố viên liên bang uh, Jack Smith do bởi vì ông Jack Smith đó ông quyết định đó là ông chỉ truy tố có khi là ông chỉ truy tố một mình ông Trump thôi chẳng hạn như cái vụ ở Miami đó thì ông truy tố ông Trump và hai cái Đầu tiên là một cái người uh, tà lọt là cái anh chàng Walter Cái anh chàng coi như là phục vụ trong vai trò là, là một người vệ sĩ. Sau đó đó, cái anh chàng này đó là nghe theo lời của Donald Trump ôm mấy cái thùng tài liệu ở trong nhà kho mang đi giấu chỗ đâu đó, không biết nữa. Có tổng cộng 65 thùng mang đi chỗ khác, lúc mang trở lại không lại. Cho nên người ta có bằng chứng là Walter là cũng cùng phạm tội cho nên Nota cùng với là Trump bị kết tội. Vài ngày sau đó công tố viên liên bang họ biết được cái bằng chứng nó có thêm một nhân viên khác, một người quản lý ở cái club Malago đó cũng can tội như vậy thì cái người đó cũng bị kết tội theo. Còn cái vụ mà kích động ở bên thủ đô DC đó thì là ông Jack Smith đó, ông quyết định truy tố một mình ông Trump mà thôi cùng với lại sáu người coi như là đồng đảng khác nhưng mà những người này chưa có bị uh, uh, cáo buộc có thể là sẽ bị cáo buộc sau này để cho mục đích của ông Jack Smith theo nhiều chuyên gia nhận định đó là họ muốn tiến hành cái vụ xử này cho nó mau lẹ còn đằng này đó là bà Fanny Willis đó, bà quyết định truy tố một lúc 19 người hơn cho nên cái vụ này chắc chắn là nó sẽ kéo dài. Không ai đoán được là cái diễn tiến của cái vụ xét xử của tại Georgia nó sẽ ra như thế nào. Không biết là anh Nam có cái nhận định gì của anh liên quan đến nội cái sự kiện khác biệt là 19 người bị xét xử tại Georgia trong khi những vụ khác đó thì một mình ông Trump hoặc là ông Trump và một hai phụ tá mà thôi tư với anh Nam. Thực sự ra mà nói đó, tôi theo dõi rất là kỹ nhưng mà tất cả mọi con số nó nằm phía trước ví dụ từ đây đến chiều chúng yeah. ta vẫn mở đài truyền hình và mở internet xem thử thì diễn biến nó như thế nào và hiện nay tôi biết là xung quanh cái cái quận Phun Tinh đó, là lực lượng an ninh dày đặc tầng tầng lớp lớp tới dày đặc và cái đường xe dẫn vào trong cái khu vực mà 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 quận Phun Tinh đó, cũng bị hạn chế giới hạn bởi vì cái số người tò mò và số người bên vực công trung đến giờ này cũng không phải là một vấn đề lớn đáng được lưu ý về mặt an ninh à, thì chúng ta muốn tiếp tục theo dõi thôi anh à, đúng như vậy thưa anh Nam thật sự ra nó từ nhiều tháng trước rồi bà Fanny Willis đã bắn ra một cái thư cho ông uh, trưởng ty cảnh sát Fulton County và nhiều cái cơ quan cảnh sát liên hệ quanh vùng Atlanta. Bà nói rằng là chúng tôi yêu cầu quý vị tăng cường các biện pháp an ninh trong trường hợp chúng tôi sẽ đưa ra cái phán quyết trong tương lai. Bà vì bà lo sợ rằng là có thể nhiều người gọi là cuồng Trump đến tham dự để mà bày tỏ sự ủng, ủng hộ bất mãn vân vân. Cái điều này nó đã không hề xảy ra bởi vì lần đầu tiên ở New York, anh Nam nhớ không là có khoảng hơn 100 người ủng hộ cho ông Trump đến tham dự trong đó có bà dân biểu Marjorie Taylor Green có cái anh chàng dân, dân biểu đó mà chuyên nói dối nhưng mà hai người đó đến nói chừng bằng vài phút rồi cũng vọt đi thôi tại vì cái số người mà gọi là chống Trump đó, nó cũng đông đảo ngang ngửa bằng với những người gọi là ủng hộ Trump đến cái vụ Miami đó cái số người tham dự không có đông nữa tại vì và thứ nhất là họ không có dám cái hành động bạo loạn tại họ làm cái hành động bạo loạn họ sẽ bị uh, cung giữ bắt ngay tại chỗ tại uh, thủ đô DC tương tương tự như vậy số người tò mò ra xem thôi và tại georgia đó mặc dù là georgia là một tiểu bang bảo thủ nhưng mà ở ở bên ngoài tòa án bên ngoài nhà tù ở fulton county đó các lực lượng nhân viên an ninh đó họ thiết lập một cái hàng rào dài những cái coi như là những cái lô cốt bằng 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 plastic đó để mà ngăn chặn không cho những đám đông mà có thể tự tiện cho vào cho nên cái số người mà gọi là mình nói là những người cuồng trâm đó họ không có còn là bao nhiêu nữa họ chỉ lên trên mạng họ chỉ nói vớ va vớ vĩnh trong đó có những cái tay cuồng trâm gốc việt chúng ta lên cứ là một mặt nói rằng là à, thiên sứ của họ không có hề bị à, như thế nào ấy, rồi sẽ à, thoát khỏi thế này thế nọ vân nhưng mà không có người nào nghĩa là tính những cái chuyện điên rồ xuống đường để mà bạo loạn hết vân bởi vì Hoa Kỳ là một cái nước vẫn có cái tinh thần gọi là thượng tôn pháp luật và các cơ quan an ninh địa phương từ cảnh sát cho tới sheriff, cho tới vẫn họ sẽ thi hành để mà giữ vững an ninh và họ sẽ bắt giữ ngay tất cả những người nào có những cái hành động gọi là bạo lụng, bạo, dùng gọi như là bạo động để mà có thể gây mất trật tự trong xã hội. Thưa với anh Nam. Yeah. Rồi, về cái chuyện chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật hôm nay là thứ năm thì ngày mai là deadline ngày mai là cuối cùng chúng sẽ nộp mình tại tòa tại quận hạt phun tinh thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi từ hôm nay và ngày mai và chúng ta sẽ cập nhật nhiều chương trình khác nhau với nhiều anh em khác nhau bây giờ trở lại vấn đề tới là mình sẽ nói cái gì thưa anh mai long nguyễn tuấn à, trước khi mà chúng ta kết thúc cái phần buổi nói chuyện uh, ngắn hôm nay về cái đề tài thời sự giống như anh Nam nói ngày mai là cái thời hạn chót Xin lỗi quý vị nhưng mà riêng ông Trump thì chiều trong chiều uh, nội ngày hôm nay đó là coi như cái thủ tục được xong ngọc chấm dứt uh, tuy nhiên cái điều đáng chú ý đó là một cái bài viết trên tờ One Street Journal uh, nó nêu lên cái sự kiện đó là ông Trump uh, khi mà ông biệt minh khi mà ông nói chuyện với cái anh chàng Tucker Carlson là một cái người mà xứng ngôn viên hàng đầu của đài Fox News uh, trước đây đó mà bị sa thải sau khi Fox News phải uh, đồng ý bồi thường gần 800 triệu cho công ty Dominion mà Fox tất cả Carlson là chuyên môn đưa ra những thông tin xạo láo mà gọi là biện hộ cho Trump. Thì lần này đó khi mà xuất hiện trên cái chương trình với là tất cả Carlson thì ông Trump đó, ông tự khoe rằng là ông có thể uh, nghĩa là một cách đối phó cái dễ dàng với rất nhiều những cái cáo trạng khác nhau tại vì sao là tại vì ông có cái tỷ lệ ủng hộ rất cao trên những cuộc thăm dò dân ý và ông còn nói một cách nghĩa mai rằng ô tại sao từ trước đến giờ có một điều bất thường đó là một chính trị gia mà bị cáo buộc nhiều lần như vậy đó mà càng ngày càng được sự ủng hộ nhiều hơn thay vì mất dần đi cái sự ủng hộ như vậy thì cái điều này chúng ta đã từng phân tích nhiều lần rồi thưa với anh Nam. Nó thật sự nó có đúng vậy không? Hay là những cái cuộc thăm dò dân ý nó chỉ hỏi một số những người của trong đảng Cộng Hòa mà thôi. Và khi mà hỏi như vậy đó, cái số người trong đảng Cộng Hòa mà ủng hộ ông Trump á, nó vượt xa so với ông Ron DeSantis hay những người khác mà thôi. Chứ còn trong tổng thể của đảng Cộng Hòa đó, nó không có vượt xa như trước đây. Và nếu mà trong tổng thể nước Mỹ nó không có vượt xa, nó càng ngày nó càng tuột xuống chứ không phải là vượt xa. Cho nên ông Trump có quyền mình gọi là tự sướng hay là tự hảo vân Nhưng mà chúng ta biết thời của ông Trump đó là trong nội bộ của đảng Cộng Hòa đó có khoảng độ từ 70 đến 80% những người cử tri Cộng Hòa ủng hộ ông. Nhưng mà lần này những cuộc thăm dò gần đây đó người ta cho thấy là ông Trump có lúc được 55%, được 54%, rất nhiều so với ông Ron DeSantis chỉ được có hai mươi mấy phần trăm mà thôi. Nhưng mà ông Trump, cái tỷ lệ mà số người ủng hộ nó là 50 mấy phần trăm trong nội bộ của đảng Cộng Hòa, tức là nó đã tụt xuống so với con số 70-80% của những năm về trước. Và nếu mình lấy thêm cái số uh, cử tri của độc lập, đó, independent, thì cũng có khoảng là 50 60 phần trăm nói rằng là ông Trump có tội cần phải đưa ra xét xử mà nếu mà chúng ta hỏi những người bên đảng Dân Chủ thì có ít nhất là 80 85 phần trăm nói rằng là Donald Trump bãi bị xét xử thì làm gì có cái việc mà ông Trump càng bị cáo buộc mà cái tỷ lệ ủng hộ nó càng dân cao nó thật sự nó xuống mà thứ ba là nhiều người cũng hay nói lầm đó nói một cách sai lầm mà không ý thức được nó nó là ông Sâm càng bị kết tội thì cái số tiền người ta gửi về càng tăng cao. Cái điều này nó hoàn toàn nó trái ngược lại. Ông Sâm sau khi bị cáo buộc ở bên New York trong một tuần lễ đầu tiên ông tông tổng cộng được khoảng độ 14 triệu rưỡi. Nhưng mà đến cái kỳ mà bị cáo buộc tại Miami tuần lễ sau nó chỉ còn có 5 triệu rưỡi mà thôi đến cái kỳ cáo buộc lần thứ ba cáo chẳng thứ ba ở DC đó chúng ta không nghe nói con số nào hết và đến cái kỳ này đó chúng tôi tin rằng cái số tiền ủng hộ nó rất thấp cho nên ban vận động của ông Trump không có đưa con số ra khỏe khoang cho nên một lần nữa những người nào làm trong ngành truyền thông đó, làm ơn đừng có tiếp tục lập lại cái luận điệu sai lầm của ông Trump để nói rằng là ông Trump càng gặp khó khăn pháp lý tỷ lệ ủng hộ càng dâng cao và số tiền người ta gửi về càng tăng hoàn toàn không hề có chuyện đó thưa với ông anh Nam. Còn cái việc ông Trump và những người mà ủng hộ ông cứ tự sướng như vậy một cách hoang tưởng đó, thì họ cứ việc mà tha hồ mà vùi đầu xuống cát mà thôi thưa với anh Nam. Yeah. Rồi chúng ta tiếp tục sang đề tài gì đây thưa anh? Dạ vâng, cái đề tài như vậy là tương đối cũng khá đủ rồi thưa anh Nam. Yeah. Thưa chúng, chúng ta tạm dừng đây. Có nhiều biến chuyển và nhiều nhiều người sẽ đưa ra nhiều cái nhận định khác với yeah. những cái biến chuyển cập nhật. Ờ, có lẽ cho phép chúng tôi tạm ngừng tại đây. Ờ, thưa với anh Nam. Trời, chúc anh chị đi chơi vui vẻ nha và tháng 9 gặp nhau sang dạ vâng cảm, Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào anh Nam.